Rồi, ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào hai bạn. Rồi, ưu tiên em gái giới thiệu trước đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Quyên, năm nay em 21 tuổi. Em quê em ở Kiên Giang. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 12 ở công ty may, em trực tiếp may luôn. Dạ, em xin kính chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Hải Đăng, em 27 tuổi, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là thi công bên điện và nước. Em làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở quận 12. Muốn về Kiên Giang phải đi qua Tiền Giang. Dạ, đúng. Ưu điểm và khuyết điểm của mình thì bạn trai? Dạ, ưu điểm của em thì cũng mình nắm bắt công việc tốt, chăm chỉ làm việc. Chúng em cũng biết nấu ăn, làm việc gia đình. Cái khuyết điểm em là cũng hay nóng tính đó mà. Mình có tật xấu gì không? Xấu em thì có nhậu chị. Trước em uống dữ lắm, mà giờ này em bỏ rồi. Nhiều nhất là bao nhiêu? Em uống gần nào mà hết bia rồi em nghỉ luôn đó chị. Trời đất ơi. Em cũng cỡ vậy á. Hả? Hả? Uống bia hay uống rượu? Dạ, thế nào cũng chơi được hết. Trời ơi. Hai người này thua rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm em trước đi thì nhiều lắm. Em hay quên, em ghen cực kỳ luôn. Em mà thấy bạn trai mà chat chít với con nào là hôm sau em cho lên đường. Em cho con đó lên đường chứ không phải là bồ em. Trời ơi. Trời đất ơi trời. Mà em hỏi là bây giờ theo nó hay theo tôi? Theo em thì chịu thôi. Ghê quá. Tôi nghe tôi thấy tôi hơi giận người đó nghe. Em gái có mấy mối tình rồi em gái? Dạ em có hai mối tình. Cái mối tình đầu tiên á thì đó là em mới nghỉ học, em phụ bán cà phê với dì. Cái bạn ấy nói em á là mấy đứa bán cà phê không có đàng hoàng đâu, không quen. Còn cái mối tình gần đây nhất là em quen được 2 năm. Lý do chia tay là tại vì em nói em là công nhân may á thì gia đình bạn không hài lòng với bạn ấy hay kiểu vũ phu á. Đánh em hả? Dạ có lần em bị quan xong rồi em chưa kịp nói gì hết. Mà cái tính em thì em quan không bao giờ em giải thích. Em chỉ có khóc thôi. Xong rồi bạn vừa vô vừa nói tiếng trước tiếng sau, bạn bộp cho em cái vô mặt. Trời ơi. Thôi bỏ đi, đúng rồi em bỏ. Không, em vẫn tha thứ, em bỏ qua. Thậm chí là bạn ấy còn kể với em bạn ấy đi ngủ với gái mà em vẫn bỏ qua. Bạn cứ lợi dụng cái ưu điểm đó rồi bạn cứ làm lỗi hoài vậy. Nên em thấy em hết kiên nhẫn được rồi, em tự ý em chia tay với bạn. Không, vậy thì quá đáng quá. Không có được vũ phu nha bạn trai. Em không có đánh gì đó, em cười không mà. Rồi thì vậy cũng được. Tình trường của em sao? Em thì lúc em còn xong học 12 với quê anh thì mình có quen. Đó rồi em lên Sài Gòn em đi học, cái em mê chơi á. Chơi cái em đi học rồi em đi nhậu. Khi cái tình cảm mình nó không còn, cái ít gặp anh, cái tình cảm không có rồi thôi mình phải chia tay nữa. Tụi em mong muốn vậy tìm anh. Một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm bạn trai á, cao từ 1m68 trở lên. 86 được không? Dạ cũng được. Cũng được. Với đặc biệt là không vũ phu, mà không cần biết ảnh đẹp trai hay sao, ảnh cứ hát hay là em đổ thẳng thôi. Bây giờ chết rồi chị ơi, em không biết hát. Để nó làm câu thử coi. Một vườn cây hoa trái đơm bông, chiều về trên sông điều hò ai quen. Hát nhìn tôi tưởng đưa tôi qua sông nữa mà lắm. Bằng lòng đi em, anh đón em về. Người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Cái này chắc đổ nghiêng quá chứ không đổ thẳng quá. Hát đáp lại đi em. Hồi nãy em có nghe anh là anh hay nhậu đúng không? Em có bài nhạc chế này em hát em tặng anh luôn. Rồi, đây luôn. Anh dấu yêu ơi, anh đang đi nhậu ở đâu anh hỡi? Anh hứa hôm nay anh sẽ về nhà thật sớm cơ mà. Nhậu quên đường về phải không anh? Nhậu xong về nhà nói liên miên. Anh cứ lê la, anh cứ về pha. Sớm tối bê tha cùng với bia rượu. Ta nắm tay nhau, ta thoát cơn say cùng dắt nhau về. Hay quá. Còn cái gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn trai có bồ rồi mà còn đi thả thính gái. Bạn trai kia có hay lên Facebook được không? Có thả thính không? Có lên Facebook chị mà em không có thả thính chị ơi. Lại em lên em like mà em không phải thả thính. Thả tim không hả? Em không có thả like mà em thấy đẹp em like. Người ta thả em là em dính đúng không? Dạ không chị. Với em muốn là khi mà em có bạn trai rồi em phải được công khai mối quan hệ chứ không phải giấu. Thôi em ở nhà đi hay là không công khai em chứ. Trên Facebook này nọ em hay tan tên thì lại xóa, em ghét vậy đó. Chị cũng ghét vậy lắm. Bạn trai, mẫu người lý tưởng em sao? Cao thì 1m58 trở lên thôi. Thì biết làm ăn chăm chỉ là được rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích nói dối thôi chị.
Tại vì tính em mà ai nói dối em là em cũng nghe như là không có chuyện gì xảy ra đó. Nhưng mà nhiều lần là em nói một lần, nhưng mà nói xong là em nghỉ chơi. Em phải nhắc nhở chứ, ví dụ em cảnh cáo lần 1, lần 2, lần 3 em chơi vậy khó quá. Về nhà có phụ bạn gái làm công việc nhà, có phụ vợ làm công việc nhà không? Thì em biết nấu ăn thì em nấu ăn được chị, còn giặt đồ thì em không biết. Không biết giặt đồ? Dạ. Giặt đồ dễ hơn nấu ăn nữa. Dạ em không, em biết giặt nhưng mà em làm biếng lắm. Nhưng mà khi vợ đẻ thì em lo được vợ gì nào? Giặt giũ hay là mình nấu cơm nấu nước thì anh. Nói chung mà mình làm những việc nào vợ mình cần thì mình làm đó. Lo cho con được không? Được chứ anh. Cho con bú được không? Dạ cho bú bình anh. Thì thiết cho bú bằng gì? Nói chung là lúc nào cần quá cần thiết mình phải làm thôi. Chính xác. Rồi để anh coi đàn gái sao nha. Trời ơi dễ thương quá. Nhưng mà ghen quá không tốt đâu em. Nếu như mà bạn trai với bên em hợp nhau thì khoảng bao nhiêu em đồng ý bên đây bước tới? Tầm khoảng nửa năm. Cũng được, nửa năm dạ. Được không em? Dạ được anh, em cũng tính sang năm anh. Được rồi, bên kia cũng cao nha, dạ. Cũng dễ thương luôn. Chuẩn ha, làm dâu được không em? Dạ được. Về Tiền Giang có công việc gì cho cổ làm không? Mai đồ chị. Đơn giản ha, dạ. Dễ mà. Có cái gì mà em không có thích ở người phụ nữ không? Phụ nữ phải đảm đang việc trong nhà xíu, đừng có lôi thôi quá, đừng có dơ quá. Tại vì một mình em dơ đủ rồi chị. Em dơ lắm hả? Em thí dụ á, giờ em đi làm về em mệt, em dơ đủ mình em thôi. Thí dụ mình đi làm về mình mệt, mình chưa tắm liền, mình nằm đó mình chơi Facebook gì đó này nọ không? Rồi có tắm không hay là chơi xong ngủ luôn? Tùy chị, có lúc mệt có ngủ luôn, chút vậy tắm. Mà đa số là mệt đúng không? Không, cũng hơi hơi. À, đi làm về là mệt. Không được, có vợ là phải tắm chứ. Đúng rồi. Không tắm cho xuống giường à. Bình thường mình ở một mình thì mình chừng nào không được, có vợ khác. Nhà ai dọn dẹp nhà, sạch sẽ không? Chị sạch chị. Sạch không? Thơm không? Dạ, lâu lâu xịt chầu thơm nữa thơm. Được, cặp này xứng đôi à. Thôi mình hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị họ của em. Em xin chào anh Sư Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em là chị họ, cũng là bạn đồng nghiệp với Quyên. Em thấy anh trai bên đây thì cũng được. Tại em run quá, không biết nói gì hết. Run quá. Trai đi với ai? Dạ em đi với ba dì của em với anh trai của em. Dạ chào dì. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Em là dì của Hải Đăng. Hải Đăng cũng cái gì cũng được á. Có khi đi làm về là tệ cái lần để đồ dơ vậy ngủ luôn. Ủa không thay đồ luôn hả dì? Không thay đồ. Không tắm mà cũng không cởi. Không tắm, không thay đồ luôn, rồi để vậy ngủ luôn. Đó, nó không ngứa hả ta? Mà sáng dậy mình tắm anh. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát. Dạ. Em với này là chị em ruột. Thì nói chung là cháu em nó cũng xấu thì cũng xấu nhiều. Nhưng mà nói uống rượu, uống bia thì thời gian trai trẻ mà. Bạn bè thì xong công việc thì phải giao lưu. Dì nhận xét thấy con cũng là vui, cũng có cá tính, dì thích. Bây giờ là gia đình hai bên là coi như tương đối là ủng hộ hết rồi đó. Ăn thua là hai bạn thôi, mình tâm sự, mình trò chuyện với nhau ha. Rồi mở rau. Rồi, xin mời hai bạn tâm sự. Chào ha, xứng đôi ha. Nói chung là nhìn thấy dễ thương hơn anh nghĩ. Em làm thì trong thời gian em nó có rảnh lắm không? Thường thì 6 giờ là em kết thúc công việc rồi. Còn anh thì nói chung là có hẹn trước thì anh về, còn không hẹn anh nửa đêm mới về nữa. Rồi lỡ không hẹn trước mà cần liền rồi được không anh? Tùy lúc em, tại vì cái công việc của mình làm đôi lúc mà nó, nếu mà nó không gấp á thì anh bất cứ lúc nào cũng có mặt được á. Làm gì tới nửa đêm? Dạ em thi công bên điện nước á chị. Mình làm những cái chỗ mà nó không được làm ban ngày có thể mình làm đêm. Mà có hẹn nhớ tắm nha anh. Tắm hôm nay tắm quá sạch luôn, tắm 2-3 lần luôn. Bộ đồ này giặt chưa? Dạ mới tin luôn chị, toàn bộ từ trên dưới là mới mua. Có đầu tư, có đầu tư. Phải, tại mới mua, tại mấy đồ cũ nó giờ để cả tháng nào cũng giặt thú quắc ra nó có mặt. Có đâu anh, em giặt ủi em đem ra bả giặt sạch trơn á hà. Dạ em thì em thấy anh cũng chững chạc, cũng được, em cũng hợp tuổi em tìm, cũng cao. Nên cũng có ấn tượng tốt. Anh thì anh thấy em dễ thương á. Nữa sau này cưới nhau thì tiền bạc và ai quản lý, con cái thì sao, tụi em bàn với nhau luôn đi. Chứ mà tiền bạc thì ai giữ cũng được anh. Nhưng mà em không thích giữ tiền đâu, giữ tiền cũng nặng đầu á. Thôi để em quản lý tiền, anh quản lý con là gì. Cũng được đâu, sao đâu. Nếu hẹn hò rồi hẹn ở đâu vậy anh? Nói chung mà ở đâu cũng được em, anh ở ngay ngã tư ga mà em alo với anh chạy tới liền. Thì em chỉ thích đi chơi cuối tuần, tại vì trong tuần em mới làm về em cũng lười lắm. Em hồi trước khi có lúc không có bồ em hay xem phim ở nhà rồi em tự cười tự khóc. Mình có khi
có khi tìm hiểu mấy anh thì sáng ngủ đi chơi em đồng ý đó, tối em dở chứng em không đi. Công việc của anh đó là làm cắt ngày trong tuần hết luôn, anh không có nghỉ ngày nào á. Chủ nhật thì mình tăng ca làm luôn, nên là nếu mà có hẹn thì anh sẽ nghỉ anh ở nhà. Tính anh đó là anh thích làm chứ mà không, anh không thích nói, anh cũng không biết nói làm sao. Ví dụ mình nói nhiều quá mà mình làm không được thì sinh ra mình lại nói dối. Đặt tay vào nút bấm đi em. Suy nghĩ thật kỹ tương lai hạnh phúc của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời. Ồ, em có bấm luôn á. Rồi, nắm tay đi. Hai gương mặt này có tướng phu thê nè, cũng hơi giống giống nhau nè. Thì em chị em cũng nghĩ vậy đúng không? Tướng tá ông cao ráo ha. Rồi bây giờ xin ghê. Gì đi à? Em đợi đã giờ cũng chết đúng không? Thì xin đi. Dì ơi, hôm nay à, giống như bấm nút là bạn gái con cũng à, xin phép trước rồi, mình xin hôn trước. Mình phải đúng rồi, xong nó qua bên đây. Như chị bên đây là cho em xin phép hôn bạn em của chị. Rồi ok, nghe rồi. Ok, bây giờ anh chủ động giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình. Họ và tên, ngày tháng năm sinh. À, mình tên Lê Phúc Dư. Ngày tháng năm sinh của mình là 1993. Nhân tuổi thật của mình là sinh năm 91. Trong giấy của mình là 93. Trong giấy là 93, còn tuổi thật là 91. Đúng rồi. Rồi à, tiếp theo là công việc nghề nghiệp gì? Và à, con người như thế nào? À, mình đang kinh doanh phòng chức năng. Thì con người của mình cũng hòa đồng, nói chung là cũng đồng bè xét hiền lành, hòa đồng. Hòa đồng hiền lành. Cũng vui tính hả? Vui tính. Anh biết anh có tài lẻ gì không? Văn nghệ, ca hát. Hát được một chút. Rồi hát nghe bài chơi coi anh chứ. Cái này có hát liền giờ hả? Dạ vâng, để xem về cái khả năng tương tác của anh như thế nào. Anh cứ ngẫu hứng, anh thích hát bài gì anh hát. Chưa, cũng hay. À, anh thích hát bài gì cũng hát. Tại vì đây không phải là chương trình ca nhạc. Ừ. Đây là chương trình tìm kiếm hạnh phúc, tình yêu mà. Không có gì phải ngại ngần gì hết. Ừ, cũng không ngại mà tại vì buổi trưa thường mình cũng thích hát. Hát cũng biết hát thôi chứ hát không hay. Vâng, hát biết hát là được rồi, biết hát là vui rồi. Ừ. Biết hát à, không hay. Dạ vâng, thế hát đi anh. Đang nghĩ bài cái, đang nghĩ bài nè. Bài gì cũng được, bởi hiện tại trong đầu anh đang thích hát âm hưởng gì cũng được, miền Tây, à, sông nước. Đúng rồi, thích hát nhân ca hơn, đúng rồi, nhân ca miền Tây hơn. Em đang ngồi quán cà phê nữa. Dạ vâng, thế làm ngay bài miền Tây, đâu có gì phải ngại ngần. Miền Tây hả? À? À, miền Tây thì có bài gì bên ngoài nè, hát bài bên ngoài đi. Ok. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dặn à. Rồi, vui mà. Nếu mà được chọn thì mình thể hiện luôn ca khúc này, nó vui mà nó ý nghĩa. Đúng, vui ý nghĩa. Vui ý nghĩa này được, rồi điểm mạnh và điểm yếu của anh là gì? À, đấy. Điểm mạnh của mình hả? À? Điểm mạnh của mình mình nói đó, tính của mình cũng là chịu khó, cũng hòa đồng, cũng hay giúp đỡ bạn bè, giúp đỡ người khác. Chịu khó, hòa đồng hay giúp đỡ người khác. Vui tính cũng là một cái tính tốt vậy. Rồi, anh đang kinh doanh thực phẩm chức năng là kinh doanh cho công ty hay là cụ thể là kinh doanh ở đâu? À, mình kinh doanh cho công ty. À, thu nhập một tháng bình quân của anh là bao nhiêu tiền? À, nếu mà trung bình thì mức trung bình khoảng từ 10 triệu. Rồi, à, hiện tại anh Dư đang sống ở đâu? Mình đang sống ở Vĩnh Long, quê mình luôn. À, đang sống ở Vĩnh Long. Rồi. Anh trước giờ chắc là vui tính như anh là trải qua nhiều mối tình lắm rồi đúng không? Chưa. Đó, còn bạn bè cũng nói, nhiều người cũng mắc chứ đã. Chưa. Tại sao lại vậy? À, tại ngày xưa là mình vui tính nhưng mà mình lại là sống tình cảm, ly tình. Nói chung mình sống như tình cảm á.
Nói là chung tình cũng được, hay nói là ly tình cũng được. Rồi thế vậy trước giờ là có mấy mối tình rồi? Ừ. Chính thức thì chưa có. Chính thức chưa có mối chính thức quen chưa có mối tình nào? Đúng rồi. Tại sao mà kỳ vậy? Bây giờ anh tuổi thật của anh là sinh năm 91 đấy. Anh có biết lý do tại sao mà anh chưa có một mối tình nào không? Anh đúc kết được sau những năm tháng đó không? À, mình mới nói đó, mình ngày xưa mình hay là ly tình đó, nói chung mình cũng có tình cảm nhưng mà dùng tình đơn phương á, đúng không? Đa phần là toàn tình đơn phương. Ừ. Anh không dám tỏ tình à? À, ngày xưa thì cũng có nhiều lý do, nói là duyên số đó. Lúc mình muốn tỏ tình thì người ta có bạn rồi, có bạn mình thì không thích tranh giành vô. Nên mình cứ âm thầm mình quan tâm thôi, Ờ. Rồi nói chung là anh chưa có, anh đã có nụ hôn đầu tiên chưa? Nụ hôn đầu tiên như là có rồi. Thế cũng may. Trời. Rồi bây giờ ok thôi, bây giờ anh cần chương trình tìm cho người bạn gái như thế nào? Thì mình cũng đang tính đường lâu dài, dù mình càng người cùng hỗ trợ mình kinh doanh á. Tìm người cùng kinh doanh nghĩa là hai anh chị lấy hàng về xong rồi bán thế đâu. Thì hỗ trợ mình là quản lý thôi, quản lý sổ sách, quản lý hàng hóa thôi, mình kinh doanh. Rồi ok. Rồi. Nhưng mà bây giờ là anh đang làm cho công ty chứ đâu phải là làm cho cá nhân của anh đâu đúng không? Mình ý mình nói nhập hàng của công ty về bán, cá nhân của mình đang bán. Đó, không? Nhập hàng công ty về bán. Đúng rồi, công ty về bán chứ không phải là làm thuê cho công ty, mà nhập hàng rồi, công ty về bán nha. Về nha. Về bạn gái thì đấy thì về bạn gái đó thì cần bạn như thế nào? Ngoại hình này kia lọ. Ngoại hình là mình cũng không có yêu cầu cao nhưng mà đừng khó mà như là quá mập hay quá ốm được rồi, nó dễ nhìn chút xíu được rồi, rồi tính tình thì cũng dễ chịu xíu, dễ nhìn dễ chịu. Đúng không rồi. Không quá mập không quá ốm. Đừng phải ăn chơi được rồi, về cùng làm ăn rồi. Ông không quá mập không quá ốm nó mới khó kiếm nó chê nữa. Chương trình vô tính hơn mình đấy, mình nó vô tính, chương trình vô tính hơn mình đấy, khó kiếm chứ, nó dễ kiếm không? Bây giờ thời buổi này bây giờ gái đâu khi nào mà người ta có chương trình giảm cân mà, thuốc giảm cân nè, tập giảm cân nè, ta cũng đâu có để quá ốm quá mọc được. Anh bây giờ anh đang ở Vĩnh Long đúng không? Đúng rồi. Rồi ok, không quá mập không quá ốm, dễ nhìn dễ chịu, cao 1 mét mấy là ok. Nói chung là từ 1,5 mét đây cho lên đi cho rồi, nó dễ đi. Anh làm cao mét mấy? Mình cao 1m68. Dạ rồi. Ăn giày nữa thì trên 1m1 á, trên 1m7 chứ. Chứ mang giày vô. Rồi. Anh bây giờ anh tả cho em một cái hình mẫu một cái người nổi tiếng nào đó mà anh đang nghĩ ngay trong đầu. Và anh nghĩ là cái cô người yêu của mình xem kiểu dạng đấy thì anh nói cho em để em dễ hình dung ra nào. Mình đang nghĩ nhìn lâu mình không có phim Việt Nam rồi đó, mình có phim Việt Nam có mấy hình mẫu cũng hiền lành dễ chịu, tên là gì, diễn viên gì, Lam gì ta, Ngọc Lan hả? Lam, tên Lam thì phải là Lan. Rồi ok, bây giờ nghề nghiệp của cô gái thì anh muốn như thế nào? Nếu tương đồng mình càng tốt, có thể là cái toán hoặc là có thể bên dược cũng giống mình đang kinh doanh luôn thì càng tốt. Ok. Mà bây giờ bạn đấy mà em muốn hỏi là về cái tuổi của tụi anh ấy cũng là cái tuổi lớn rồi á, thì cũng là một cái tuổi trưởng thành ấy, mà bạn đấy là người đã có gia đình đổ vỡ rồi có ok không, hay là cần phải là con gái chưa lấy chồng? Nói chung là không quan trọng ở đó, quan trọng thấy cảm tâm tình hợp nhau mình cùng cố gắng làm việc chứ không phải là lấy về để mà không phải chơi. cái này đúng rồi, nhưng mà ý là bây giờ ấy có một bạn gái rất ok đúng theo cái hình mẫu của anh, nhưng mà người ta có gia đình rồi và có con rồi thì nhưng mà người ta bị đổ vỡ thì anh có chấp nhận được không hay là không, thì anh cứ nói về cái quan điểm của anh nha. Mình mới nói rồi, mình nói mình không có quan trọng, quan trọng là hai đứa thấy nó cảm tình nhau là được. Rồi ok. Bây giờ là anh đang trả lời rất là chung chung á, tại vì cái mẫu người của anh ấy anh phải nói rõ ràng và chính xác. Bây giờ anh không thích con gái như thế nào?
mình đó đã nói mấy lần rồi, con gái là đua đòi nè, ăn chơi nè, đúng không? Hay là mình thấy khách kiểu truyền thống đi, kiểu truyền thống thì dễ dễ hình dung đi, truyền thống đi. Mình cũng không thích là thích mấy bạn xăm hình nhiều, xăm hình ít thì cũng được, nhưng mà xăm hình nhiều quá hay là nhộm tóc đồ nhiều quá mình cũng thích dạng đó. Rồi. Rồi. Nói gì cho dễ hiểu. Ok. Rồi, ok, cảm ơn anh Dư nhá. Thì nếu mà chương trình tìm được cái người phù hợp ấy, đúng với lại tiêu chí của anh ấy, thì bọn em sẽ liên hệ lại với anh nhá. Ê, nhưng mà còn tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì đấy, về bạn gái anh muốn là tuổi tác tầm bao nhiêu? Từ 20 đến 40 không? Hay 60 không? Chuyện chỉnh đúng là vô tính rồi. À, đương nhiên là từ tuổi mình, từ tuổi 18 tới tuổi mình, okay, đúng không? Đừng muốn người từng quá tuổi của mình, có phải vượt có thể hơn hơn mình một vài tuổi cũng được, nhưng mà đừng có mà hơn quá là được, hơn 1-2 tuổi đúng không? Ừ, cũng được. Nói chung là cho một con số nhất định đi, từ 20 cho đến khoảng bao nhiêu? À, 20 đến bằng nó bệnh đi, cho 20 đến 33 đi. Rồi, 20 đến 33 tuổi đúng không? Có con được không? Có con, con một đứa thì được nha, mà nhiều đứa là nuôi không nổi. Đã kết hôn, có một đứa được, ok rồi, cái này chốt xong rồi đó. Thu nhập là cho khoảng thu nhập cô gái. Hả? Thu nhập cô gái khoảng 8 triệu hay là 10 triệu hay là 20? À, nói chung là cũng không có yêu cầu, nói chung là về hỗ trợ kinh doanh với mình thì nó không có yêu cầu lắm. Ai về thất nghiệp được đúng không? Thất nghiệp thì được, nhưng mà phải có cái gọi là cái bằng cấp hay là có cái gọi là cái kiến thức về ngành nghề gì đó đúng không? Ừ, nói chung là vừa tốt nghiệp là được đúng không? Là về là nuôi bạn gái được đúng không? Người bạn gái này cùng làm hay là nuôi? Nói chung là mình không có khả năng mình nuôi đâu. Cùng làm. Nói chung là cùng làm rồi, ok. Ừ, cùng làm chứ sao ai mà nuôi được. Rồi giờ cho tôi hỏi cái thôi, thu nhập ông nhiêu nè? Thu nhập nãy mình mới nói rồi thì từ 10 triệu. À, 10 triệu rồi, ok. Rồi. Rồi cảm ơn ha. Khi nào kiếm được bạn gái tôi sẽ gọi cho ông sau rồi. Cảm ơn rất nhiều. Nói chuyện bạn bè giờ vui được chứ.